hung thủ phải là một thứ gì đó có sức mạnh phi thường. Đây là khu rừng Nhạc Bất Quần, mang một lời nguyền đáng sợ. Tên gì lạ vậy? Nhạn là loài chim xác định phương hướng giỏi nhất, nhưng nếu bay vào khu rừng này cũng không thể tìm đường ra. Tất cả các người sẽ không ai thoát được khỏi đây. Vớ vẩn, ông chính là nghi phạm. Cứu tôi với! Là giọng Linh. Nó là thứ quái quỷ gì vậy? Là người hay là thú vậy? Mau rời khỏi đây! Ra ngoài rừng thôi! Hình như chúng ta lại quay về chỗ cũ.